Các bạn khán giả của VTV Cup thân mến, đây là Sơ Động Thống Nhất và trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu 21 Night World V-League 1 2022. Đây là đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trở lại với khung gỗ. Các cầu thủ phòng ngự gồm có Tùng Quốc, Tăng Tiến, Sâm Ngọc Đức. Còn đây là đội hình của Sông Lam Nghệ An. Lần đầu tiên trong mùa giải này, Sông Lam Nghệ An ra sân với 11 cái tên, toàn bộ đều là nội binh. Mọi thứ đã sẵn sàng và trận đấu quan trọng nhất của vòng 21, trận đấu có thể nói là quyết định rất nhiều đến cuộc đua trụ hạng ở giải đấu năm nay đã chính thức được bắt đầu. Sông Lam Nghệ An đang có tới 3 cầu thủ tên là Tiến có mặt trên sân. Lý Nguyễn, William, không được, vẫn còn, không có tình huống dứt điểm. Penalty, rất bất ngờ, một quả penalty rất sớm dành cho đội chủ nhà. Tưởng chừng như họ đã có được bàn thắng sau tình huống đá phạt hiểm hóc của Lý Nguyễn, nhưng một cầu thủ tấn công bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã dứt điểm hụt và sau đó là một loạt những pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Văn Tiến. Chúng ta cùng xem lại. Lỗi thuộc về Thái Bá Sang, góc quay này quá rõ ràng. Thái Bá Sang gần như là vật Brandon Lucas ở trong vòng cấm địa. Lý Nguyễn, 1-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bàn thắng được mở rất sớm ngay ở phút thứ 3. Ở vòng đấu trước thì trong vòng khoảng 10 phút 45 giây thì Thành phố Hồ Chí Minh đã để thủng lưới tới 3 bàn. Nhưng ngày hôm nay mọi thứ đang xoay chiều và đội chủ nhà đang có được bàn thắng vươn lên từ rất sớm. Tình huống dứt điểm của Lý Nguyễn thực sự là quá khó đối với Văn Tiến. Một cú đá chìm căng, cho dù là Văn Tiến đã đoán được hướng đá của Lý Nguyễn. Đình Tiến, người đã dứt điểm trong tình huống vừa rồi là tiền đạo Hồ Phúc Tịnh. Đối tượng là tiền đạo thuộc lứa sinh năm 1994 của Sông Lam Nghệ An. Rất tiếc là Đức cũng đã không thể đưa được quả bóng vào trong. Pha xử lý khá bất ngờ của Bùi Đình Châu, một cú đá đi trúng đích nhưng lực quá nhẹ. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi tập trung trong pha bóng vừa rồi. Đây là trận đấu đá chính đầu tiên của Bùi Đình Châu so với Thành phố Hồ Chí Minh. Thật bình hoa, dứt điểm, không được. Rất tiếc là bàn thắng của Sông Lam Nghệ An đã bị ngăn cản lại bởi một vũng nước. Nếu như không có vũng nước vừa rồi thì chắc chắn là Trần Đình Hoàng đã có thể làm tốt hơn trong pha xử lý của mình. Không có lỗi việt vị, đường truyền tuyệt vời và khống chế bóng bước một và bóng lại rơi vào đúng vũng nước. Nếu tinh tế hơn một chút thì Hoàng nên dùng bước một của mình là đường truyền. Lý Nguyễn, nguy hiểm, đã chạm đầu của Lâm Tị Phong. Nhưng đó là một tình huống dứt điểm tư thế khó và Lâm Tị Phong đã không có được tư thế tốt để dứt điểm một cách uy lực. Đó là một pha chạm bóng có phần thụ động của Lâm Tị Phong. Hồ Văn Cường, nguy hiểm, Trần Đình Hoàng không vào. Cú đá bất ngờ của Trần Đình Hoàng, bóng đi sát sạt cột dọc bên phía tay phải thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này trước. Bùi Tiến Dũng đã có được một tình huống băng ra và đấm bóng dứt khoát ngay trên đầu của Phạm Xuân Mạnh và sau đó là một tình huống dứt điểm đầy bất ngờ của Trần Đình Hoàng. Một cú liếc má ngoài rất kỹ thuật. Pha bóng trước đó Bùi Tiến Dũng đã phải đấm bóng vất vả và vừa rồi Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí và băng ra bắt bóng ở tầm thấp một cách rất hợp lý. Nhiều người đã đặt câu hỏi cho viên Vũ Tiến Thành vì sao trong trận đấu với câu bộ Hà Nội không sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nguy hiểm,
Rất may cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An là Hoàng Vũ Samson đã không có được một tình huống không chế bóng đủ tốt. Quế Ngọc Hải đã đón trượt tình huống vừa rồi. Hoàng Vũ Samson cũng đã hơi giật mình. Sâm Ngọc Đức, Lý Nguyễn và Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải rất khôn ngoan, kiên trì chờ đợi tình huống hai xử lý bóng lỗi của Lý Nguyễn và ngay tức anh băng vào. Chúng ta hãy cùng xem lại. Đây là một tình huống mà Quế Ngọc Hải đã cho thấy được bản lĩnh và kinh nghiệm của mình. Nhưng cũng phải nói thêm rằng Lý Nguyễn cũng đã hết sức dướng. Quả phạt góc dành cho Sông Lam Nghệ An không được. Cú đá phạt hơi sâu so với đà băng vào của Phạm Xuân Mạnh. Nếu như đó là một tình huống mà bóng cuộn thẳng vào khung thành của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp. Nhưng rất tiếc là cú đá lại đi hơi sâu và nó trội về phía sau. Quế Ngọc Hải, Phạm Văn Đức, vẫn là Phạm Văn Đức với những tình huống khống chế bóng rất hay. Hồ Văn Cường xâm nhập. Hồ Văn Cường ghi bàn. Không được, cú đá quá nhẹ. Nếu như đó là tình huống dứt điểm bằng chân trái của Ola thì có lẽ là mọi thứ sẽ khác. Nhưng Hồ Phúc Thịnh, một cầu thủ thuận chân phải, cho dù đã chọn được vị trí và thực hiện được tình huống dứt điểm, nhưng tình huống dứt điểm của Phúc Thịnh quá nhẹ. Trước đó là nỗ lực tuyệt vời của Văn Đức và Hồ Văn Cường. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này.